Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em sẽ có mẫu xe đạp đua full carbon MIT Plus, một chiếc xe full carbon và được sử dụng cặp vành 700C token, cũng là vành cao bảng carbon. Ngoài ra thì còn được chạy một bộ group chuyển động cũng rất là cao cấp của dòng Shimano, là dòng Ultega. Và chiếc xe này đang được bán bên em mức giá chỉ cũng là 28 triệu 800, một cái mức giá mà nó rất là tốt. Và các bác đã được sở hữu một chiếc xe mà nó full hết carbon và chạy bộ group Ultega. Bộ phần khung nước sơn nguyên bản, tông màu trắng pha đỏ rất là đẹp. Xe thì tổng thể ngoài còn rất là mới, hầu như là khung xe các thứ là không có vết xước nhỏ đáng kể. Xây chạy âm sườn hết này, rất đẹp. Sử dụng full một bộ group của Ultega, bộ đề sau đến gạt đĩa rồi đùi đạp, cặp phanh ba mạnh, bộ là Ultega hết đến đôi tay lắc. Rất là ngon. 11 lip 2 đĩa cho 22 tốc độ. Phốt tăng nhìn này, trông nó rất là đẹp, không cái phốt tăng này. Phốt tăng nhôm, phốt tăng vi đông nhôm. Cọc này là cọc carbon. Vành token, vành của Mỹ, vành hiệu Mỹ, model ET50. Các bác có thể kiểm tra thêm thông tin về cặp vành trên Google. Vành này rất là ngon, rất là xịn, thương hiệu cũng rất là nổi tiếng này. Được sử dụng lốp là lốp không xăm, vành sử dụng lốp không xăm. Mây cũng token luôn, bi vòng cuối lỗ. Cuối lỗ là lúc nào cũng đi bánh bạc đạn. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m67-68 đến khoảng 77-78 đi là phù hợp. Dụng 11 tầng lip và 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất là ngon này, mật mà. Chiếc xe đang bán với em mức giá thì có là 28 triệu 800, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.